trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bến giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương chạm trẻ đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi mang theo, nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời.
Đà Phật, Nam Mô A Di 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 Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếc thiên nhiên tình đạo phán lông tư mệnh tác của thần quân. Nguyên nghi hoàng, nguyên nhân tả chiếu tài đồng thứ, kiếm bảo đa quân duyên của lần dân nam quân đội. Thủ hộ ta trung nam có đạo tràng, thủ cơ chúng ta, thương hóa mình. Mày đứng chỗ này, cái máy này là ông kia này không được. Được rồi. Tí là tháo áo mưa đấy. Thank you.
Nam lý dương tiên và quốc tư tiền sinh âm hóa vị chi
hậu giảng bất chuộc cử đi di diệu lực nam điều lý liệu chi tâm thiên tư phổ tác đảm tạo sáng bỏ cư sau khi bị cảnh tiên dương sắp phát linh nga hậu danh nhất cầu nhập trường đi ngoại tiêu sử còn căn như tiếp tinh tìm tóc khai tiên tử vi di đà và nguyện kinh bảo vệ những ngoan cần cụ văn biểu đức tàng tài hoàng thành khổ thể thủ đức tấu văn cung di nam mô tây vương cực lạc thế giới các lạc đạo trung nga di đà phật cần nhân hòa nam mô đại từ bi quan thiên bồ tát hồng nhân tòa nam mô đại lực đại tiêu chí bồ tát nhân hòa nam mô thanh tịnh đà đại chúng bồ tát nhân tòa lâm hoa lưu dẫn ký sinh hộ tổ chi tâm tăng cao minh chứng đại sự lực tiểu chân lý nghe tâm tối khổ ức tính ca minh nhập vị trước thuyền chữ ái hạ kiệt thi tâm châu đọc trở tầm duyên giải thoát mê vân tán sâu đi vậy đặt cao kiếm sinh tâm chuẩn thú văn thế thế thường hành bồ tát đạo tán tặng thành vô lập ít tiết kiểm doanh chi trí khẩn liệu đại câu dĩ văn thiên thuận quy võ thế thiên thiên pháp nhập phúc sinh đặt thương thảo độc ca ta chủ thành tâm hòa nam phóng đầu bồ tí cái thế hải của cụ những giây phút này để rồi giấc cụ ta được quan theo đúng với những thời giờ vậy cũng như ban tổ chức đại đình vậy để theo mặt trong gia đình và ban tổ chức lễ an có lời xin vị thưa và xin vị bảo theo phong tục cổ truyền của người dân Du Lương đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng đã để tẩy trừ trùng tà ám khí để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng mong cầu cho hồn thiên luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật.
thì nhất thiên sơn đồng tự ý nghèo đại chúng ta thích cho thanh mời những bậc bà đồng ca tử về thúc đẩy thôn của phụ dân ca tử thôn bãi địa phụ và thiên có tôi lời nguyện cho con của phụ được là bậc thiên nhân đạo phước cho đại chúng mời đồng đồng dễ yếu bấy lâu vẫn nhớ, nay nhờ ánh tử quang mà cứu vớt chân linh. Xin nhờ phép Phật tối linh để dẫn hồn về chốn vô minh sạch lở. Bạch thầy, kính thưa các cụ hội Phật giáo quê nhà trở về kính viếng ngưng hồn cụ và có những lời kinh cầu nguyện cho vong linh hồn cụ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Với niềm tôn kính này, con cháu trong gia đình xin cúi đầu đa tạ. Xin kính mời thầy cùng các cụ ra bản dưới nước để anh em con cháu có lời cảm tạ. Xin kính mời vị đại diện thay mặt cho gia đình họ tộc tần và toàn thể anh em con cháu các bậc phụ gặp chức án hương của cụ để làm lễ để tấm khăn tang chỉ tăng cụ đã chia xa nơi cõi trần đời. Xin kính mời vị đại diện thay mặt cho gia đình họ tộc lên điều hành trọng thể lễ bắt đầu. Xin mời con cháu đã theo mẹ nội ngoại về chức linh thang vụ để nhận và chữ con của cụ Nguyễn Ngọc Nhân. Kính thưa như hồn quý đảm sau không thể cha bao la như núi cao ngang trời tình mẹ dòng lớn như biển cả mênh mông chỉ mong cho ta lớn khôn nên người chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng nghe đau chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu chỉ một
say tôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một say tôi. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang, người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về kịp tang. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người hiền dịu và đôn hậu. Dáng vóc cha mới đẹp làm sao, một chặng đường dài biết bao tình ca thế kỷ, đã để lại cho các con các cháu một niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn của bể. Cha thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con các cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường cha đã đi qua, chất chồng những vui buồn trăn trở. Cha vẫn thường nhắc nhở chúng con trong những lời ru chiều hè: có cơm có áo hôm nay, đừng quên đau khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng, cha đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha chịu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn, càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, cha đã vất vả tảo tần, chắt chiu từng bát gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thật sự thành người. Cha ơi, mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết bước đi lưng còng. Cha ơi, con tạc trong lòng gian truân vất vả, cha không xá gì. Cha ơi, cuộc đời cha hai vai gánh nặng, gió sương và thời gian đã cướp đi da thịt của cha. Phải chăng cả bao nỗi gian lao vất vả của đời cha đã được khơi lại kết thành chuỗi cường, để đến hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mà mới thấy hết giá trị đích thực. Cha ơi, ngày nào tóc cha còn xanh, xanh như núi cỏ, như nhành hoa tươi, mà nay đã bạc tơ rồi,
đôi mắt cha cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao niềm sức mạnh để vươn lên bao mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của cha đã dành cho chúng con để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy hết thực sự mất đi một phần lớn của đời mình. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn vui tươi. Mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn vui tươi. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt cha, chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đêm ngày thở. Kể đến sau đây lời thống thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Phút này đây, cha ơi có biết nỗi đau thương đang tràn ngập bên ngoài. Toàn thể chúng con và các cháu chắc hôm nay tâm dạ rối bời trời sao nổi phong ba báo táp. Để cha đã đi xa về nơi con vĩnh hằng xa cách lòng chúng con. Và các cháu chắc hôm nay nước mắt sầu đau. Tha nuôi thế là cảnh đời đôi ngã bể sâu nghẹt lòng cám cảnh đứng đau vô vàn. Để tỏ lòng thương nhớ vô hạn vĩnh biệt người cha, người ông người cụ kính yêu đã đi xa. Để đại gia đình các con các cháu chắc của cụ dành giây phút trang nghiêm, phút mặc niệm bắt đầu. Chia sẻ cảm thông với nỗi đau thương vô hạn của toàn thể gia đình các con các cháu chắc của cụ. Nhưng mong toàn thể công khác bà các anh các chị và các cháu hãy nén đau thương để rồi chung tay liệu lo việc tang lễ cho người cha, người ông, người cụ kính yêu của mình từ giờ tới ngày mai được trọn vẹn. Xin chân thành cảm tạ. Tiếp các đoàn đại biểu về viếng tang vĩnh biệt cụ. Xin chào kính thưa vong hồn cụ, thưa toàn thể tang lễ. Vậy là với niềm đau thương tiếc nhớ vô hạn, nhờ được tin cụ nhà đã giờ phút này với tình cảm của toàn thể các con cháu chắc nội ngoại chi cụ tổng xin trở về trước đại nhang của cụ ông nhà, trọng thể xưng lễ hương hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa toàn thể các phụ công, các bà, các bác anh, các chị trong này gia đình, các con cháu chất nội ngoại chi cùng tổng thân nuôi chiều tay về đây thương người, bởi tử mai mưa nắng dãi dầm để cho gia đình dòng họ bưng không nhớ người. Vẫn biết rằng lá úa thì sẽ phải rơi, song buồn thương tiếc như tìm người nâng đâu. Để từ đây năm canh khắc khoải thương sầu tư vỏ chính khúc mà tâm trong lòng. Về đây đẫm lệ lưng trầm, bởi cụ ông nhà đã theo cùng tổ tiên. Dân hương mà bao nỗi ưu phiền, bởi tình thân đôi ngả, đôi miền hôm nay. Nghẹn lòng nhìn khói nhang bay mà cũng chỉ biết cúi đầu chúc cụ nhẹ gót thang mây xa vời. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt nay cụ nhà đã rời xa nơi trần thế, trân trọng kính đề nghị toàn thể các cụ công, các bà, các bác trước đại hương của cụ ông nhà dành giây phút trang nghiêm, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt tăng quyến cho đại cảm tạ bất ngờ tình cảm quý báu của đại gia đình con cháu thất nội ngoại chi cụ tổng, là tình nghĩa gia chung về tương hương hoa kính biệt cùng ông nhà người đã mãi mãi đi xa. Những mong bằng tình nghĩa gia chung sâu nặng, kính mong toàn thể các cụ công, khác và các bác cùng tiếp tục chung tay để liệu lo việc sự của người được trọn vẹn. Gia đình các con cháu thất của cụ nhà xin chân thành đa tạ. Lời ý kiến của quý đoàn đại biểu thay mặt trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ đặt về đây sân hương hoa kính viếng cụ, trân trọng kính mời đoàn vào sân hương kính viếng. Nay cụ đã đi xa, thưa đồng kính đề nghị quý đoàn trước đại hương đổ bộ dành giây phút trang nghiêm, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin thay mặt gia đình ban tăng lễ chân thành cảm ơn, chân thành kính mời quý khách nghỉ xuôi nước chia buồn cùng với tham gia tăng quyến, xin chân thành đa tạ. Hà Nội cùng các cháu chắc trở về dân hoa kính kính vĩnh biệt cụ ông nhà, cho cả kính mời đoàn vào dân hương thành lễ ý. Mãi mãi đi xa, chân trọng kính đề nghị đoàn dành giây phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt tăng quyến cho đại cảm tạ đưa tình cảm nặng dung nghĩa tình quý mỏng của gia đình ông ra ở thủ đô Hà Nội, gia đình tăng quyến cũng như vợ chồng bác Nhường xin chân thành đa tạ. Vừa hí cùng ông nhà và gia đình nhà ông Bùi Kim Hồng ở Kiều Mai Hà Nội cùng gia đình cháu Vân Nguyệt Trường Sĩ, trân trọng kính mời đoàn vào dân hương kính viếng. Đề nghị đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, theo một tăng quyến cho đại cảm tạ đưa tình cảm đồng đội với cụ ông nhà và gia đình nhà bác Bùi Kim Hồng ở Kiều Mai Hà Nội và gia đình nhà cháu Vân Nguyệt ở Trường Sĩ Quan Lục Quân Một con lễ tân vẻ kính viếng, cho đọc kính mời đoàn chỉ số thuốc tham gia xin chân thành đa tạ. Mà tăng lễ cho đồng đội nghe theo lời ý kiến của
gia đình cháu căn ở thành phố Thái Bình là tình cảm bạn của ông Nhượng, người con trai trưởng của cụ. Giờ phút này có hương lễ dâng về kính thưa cụ, xin trân trọng kính mời. Tang lễ trân trọng gửi theo lời ý kiến của gia đình cháu Tuấn và cháu Thuân ở thị trấn Quỳnh Côi. Giờ có thể tình cảm thân thiết là các em của bác Nhượng, con trai của cụ, cũng lễ thân về kính kính cụ, xin trân trọng kính mời. Để đi các anh trước đại hương của cô dành phút mặc niệm bắt đầu. Ban đang lễ trân trọng gửi ghi theo lễ vĩnh của đoàn đại biểu thay mặt công ty may Hà Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đoàn Nguyên ở quê hương xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ về đây là quan hệ công tác cùng với ông Nhượng, người quan trai trưởng của cụ. Đoàn hương lễ về kính thưa cụ, xin trân trọng kính mời. Đề nghị quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Không, thay mặt tăng quyến cho tất cả tạm đưa tình cảm quý bóng của quý công ty mang đến mời quý khách nghỉ sơn nước gia đình tăng quyến xin được đón tiếp. Trân trọng gửi ghi thiệp kính mời lễ kính của các con cháu của gia đình cụ Biển. Giờ có thể dâng hương hoa về kính biệt cụ nhà mãi mãi đi xa. Trân trọng kính mời đoàn vào dâng hương kính viếng. Về đây bày tỏ nỗi ngậm ngùi để cầu mong cụ được ngậm cười nghìn thu, để tỏ lòng thành kính và vĩnh biệt cụ. Chân trọng kính đề nghị gia đình các con cháu của gia đình cụ Biển dành phút mặc niệm bắt đầu. Tôi xin thay mặt tăng quyến cho tất cả bạn và đưa tình nghĩa ở xa chung sông đặc của gia đình khác. Của gia đình bác Tuyển Ngân về xuân hương hoa kính viếng cụ hôm nay, cho đọc kính mời đoàn nghỉ xuân nước tăng quyến xin được đón tiếp. Ban tăng lễ cho đại cảm ơn, cho đọc kính mời quý khách nghỉ dư nước chia buồn cùng tăng gia, tăng quyến xin chân thành đa tạ. Từ an ninh quyền phụ về dân hoa kính viếng hương hồn cụ, cho đọc kính mời đoàn vào dân hương kính viếng. Quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi xin theo mặt gia đình ban tăng lễ cho đại cảm vui cho đọc kính mời quý khách nghỉ phương nước tăng quyến xin được đón tiếp.
trắng buồn, mặt niệm sắc đồng. Con xin theo bậc thang quyến cho đại cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuôi nước gia đình thang quyến xin được đón tiếp. Mời lễ kính của đại biểu thay mặt các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của xã Quỳnh Ngọc và xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, giờ phút này do ông Nguyễn Trung Thu làm trưởng đoàn vào sân hương hoa kính viếng, xin trân trọng kính mời. Đề nghị quý đoàn trước đại hương bổ vụ dành giây phút trang nghiêm, phút mặc niệm bắt đầu. Cho bậc thang quý cho đại cảm tạ và đưa tình cảm quý báu của đại biểu thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của xã Quỳnh Ngọc và xã Quỳnh Hoa của huyện Quỳnh Phụ về dâng hương lễ kính viếng cụ. Trân trọng kính mời quý khách nghỉ xuôi nước chia buồn cùng với thang quý tham gia xin chân thành đa tạ. Ban kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ dọc đẩy sân hương lễ về kính viếng cụ. Thân tiếc vĩnh biệt nay cụ đã đi xa, trân trọng kính đề nghị quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi xin thay mặt tăng quý cho đại cảm tạ đưa tình cảm quý báu của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ về dân hoa kính viếng cụ. Cho đại cảm ơn, cho đại quý mời với khách kỳ xương nước tăng gia xin được đón tiếp. Đại biểu tham cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ về dân hoa kính viếng cụ. Trân trọng kính mời quý khách nghỉ xuôi nước tăng gia xin được đón tiếp. Ban tang lễ trân trọng giới thiệu kính mời lễ viếng của hội đồng ngũ 1996 xã Thái Phương là tình cảm đồng ngũ hội cùng với bác tôn người con trai của cụ dẫn đẩy dân hương lễ về kính viếng cụ. Trân trọng kính mời đoàn vào dân hương kính viếng. Đề nghị bác thay mặt cho hội trước đại hương bổ vụ dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Hiện nay cụ đã rời xa nơi trần thế, đề nghị các bác dành giây phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm quân kính mời hai bác nghỉ xuôi nước gia đình tang quyến cũng như vợ chồng bác Nhượng xin chân thành đa tạ. Nam Bắc muôn phương mà nghĩa tình thân thiết với con trai của cụ Đức Thương Vô Vàng. Bởi cụ nay đã thâu về nơi
chốn non ngàn cũng chỉ biết chiều nay dâng lễ tân nhang tiễn người, bày tỏ nỗi niềm thương tiếc nơi cõi trần đời, cúi đầu chúc cụ ngậm cười nghìn thu, đẹp vào lòng thành kính và vĩnh biệt. Nay cụ đã đi xa, chân trọng kính đề nghị các bác trước đài hương của cụ dành phút mặc niệm bắt đầu. Xin tha mặt tăng quý cho tất cả các bạn đưa tình cảm thân thiết với con trai của cô ở Nha Trang Khánh Hòa và ở thị trấn Quỳnh Côi Quỳnh Phụ về dân hương hoa kính viếng cụ. Xin đọc kính mời các bác nghỉ xuân nước gia đình tăng quý xin được đón tiếp. Chân đạo kính thưa vong hồn cụ, thưa toàn thể tang lễ ế, nhà được kinh cụ đã thế giờ phút này với tình cảm của quý đoàn đại biểu thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã An Đồng huyện Quỳnh Phụ dâng hương lễ về kính viếng vĩnh biệt cụ, xin chân đạo kính mời. Kính vĩnh và vĩnh biệt cụ, đề nghị quý đoàn trước đại hương của cụ dành phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt tăng quý chân thành cảm tạ với tình cảm quý báu của các quân đảng chính quyền các ngành đoàn thể của xã An Đồng về dân hoa kính viếng cụ chiều nay, kính mời quý khách nghỉ xuân nước tăng quý xin được đón tiếp. Các bác là Trinh Tướng Vương Huệ Thắng Nga Quân Nhượng ở thị trấn Quỳnh Côi huyện Quỳnh Phụ giờ có đầy dâng hương lễ về kính kính cụ, xin cho đọc kính đời. Thành kính kính đẹp cụ đã đi xa, đề nghị các bác trước đài hương của cụ dành phút mặc niệm bắt đầu. Con xin tha mặt gia đình và tăng lễ cho đại cảm ơn, kính mời các bác tỷ sư nước tăng quyến xin được đón tiếp. Bạn hội cô thêm ở xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ là tình cảm thân thiết với cô Hiên người con dâu của cụ giờ có đầy có hương lễ văn về kính kính cụ, xin cho đọc kính mời. Nay cụ đã rời xa nơi trần thế, đề nghị đoàn trước đại hương của cụ dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt tăng quyến cho đại cảm tạ biết ơn tình cảm quý báu của các bác các cô trong đoàn hội cô thêm ở xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ về dâng hương hoa kính viếng cụ, chân trọng kính mời đoàn nghỉ xuân nước gia đình tăng quyến cũng như vợ chồng bác Hiên xin chân thành tạ ơn. Kính mời lễ viếng của cháu hậu công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Trường Thành giờ phút này dâng hương lễ về kính viếng cụ, chân trọng kính mời đoàn vào dâng hương kính viếng. Sau đến ngày lễ viếng của cơ quan đảng chính quyền các ngành đoàn thể xã An Quý huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị. Ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã An Quý huyện Quỳnh Phụ giờ có đẩy về dâng hương hoa kính viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Sau đến ngày lễ viếng của cơ quan trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị. Vĩnh biệt nay cụ đã đi xa, trân trọng kính đề nghị quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Chân thành cảm tạ bất đơn tình cảm quý báu của cơ quan đảng chính quyền các ngành đoàn thể của xã An Quý huyện Quỳnh Phụ về dâng hương hoa kính viếng cụ, kính mời quý khách nghỉ xuân nước tăng quyến xin được đón tiếp. Lời em kính của đoàn đại biểu thay mặt trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ giờ phút này về dâng hương hoa kính viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Xong. Nay cụ đã rời xa nơi trần thế, để
đây quý đoạn dạy phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình ban tăng lễ cho đại cảm ơn kính mời theo kính mời lễ kính của đoàn đại biểu thay mặt trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình giờ đây do ông Trần Xuân Xanh làm trưởng đoàn vào dâng hoa kính viếng cụ xin cho đoàn kính mời. Cụ đã đi xa, để quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tăng lễ cho đại cảm ơn kính mời quý khách nghỉ sơn nước. Gia đình ban tăng lễ cho đồng giới theo kính mời lễ kính của cơ quan điện lực Quỳnh Phụ. Thôi, thay mặt gia đình ban tăng lễ cho đại cảm ơn, cho đại kính mời quý đoàn nhị xuân nước xin chân thành đa tạ. Theo kính mời lấy ý kiến của gia đình ông Thành cùng các con cháu ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, dập đầy bảo tân hương hoa kính viếng xin chân đại kính mời. Thôi, tham gia với cha đại đảng ta, bên đưa tình cảm quý báu của gia đình ông Thành và các con cháu về dân hoa kính viếng, cha đọc kính mời đoàn nghỉ xuân nước xin chân thành đa tạ. Ban tăng lễ cho đoàn tới theo kính mời lễ kính của đoàn đại biểu thay mặt cho ban tổ chức huyện ủy Quỳnh Phụ giờ đây do ông Nguyễn Quốc Việt ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy làm trưởng đoàn về dâng hoa kính viếng cụ xin cho đoàn kính mời sau đến bên này. Ban tăng lễ sẽ cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuân nước tăng quyền xin được đón tiếp. Ban tăng lễ cho đồng giới theo kính mời lễ kính của đại biểu thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hải giờ đây do ông Đỗ Công Trân làm trưởng đoàn vào dâng hoa kính viếng cụ xin cho đồng kính mời. Đề nghị quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tăng lễ cho đại cảm ơn, cho đọc kính mời quý khách nghỉ xuân nước tăng quyến xin chân thành đa tạ. Rồi tiếp theo kính mời lễ kính của đoàn đại biểu thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hưng huyện Quỳnh Phụ giờ phải đẩy về dâng hoa kính viếng cụ xin chân đọc kính mời sau đến bên này đây viếng của cung me chuẩn bị. Nay cụ rời xa nơi trần thế, cho đọc kính để quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tăng lễ cho đại cảm ơn, cho đọc kính mời quý khách nghỉ xuân nước tăng quyến xin được đón tiếp. Ban tăng lễ cho đọc tới theo lễ kính của các cháu hàng tham điện bảo nga mặt hật me dẫn đầy phong bảo làm trưởng đoàn vào sân hoa kính viếng cụ cho đọc kính mời đoàn vào sân hương kính viếng sau đến ngày lễ kính của cơ quan kho bạc nhà nước huyện Quỳnh Phụ trở về. Đại hương của bộ của dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tăng
lễ kính chân cảm ơn, chân đọc kính mời đoàn nghị phương nước gia đình tâm tiến xin sở trọng tiếp. Ban ban lễ trân trọng gửi thiệp kính mời lễ kính của đoàn đại biểu thay mặt cho cơ quan kho bạc nhà nước huyện Quỳnh Phụ dập lễ trân trọng kính mời. Để đi quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn, cho đồng ý mời quý khách nghỉ xuống nước gia đình tăng tiến xin được đón tiếp. Ban lễ cho đồng ý theo kính mời lễ điểm của công ty cổ phần đầu tư TH Bên do cháu Trần Viết Thanh làm trưởng đoàn do thầy Bảo Xuân Hoa tính kính cụ xin cho đồng kính mời. Vĩnh biệt cụ đại nghị quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Không kính mời quý khách nghỉ xuống nước tham gia thì được đón tiếp. Dành phút mặc niệm bắt đầu. Thời hiệu lễ viếng của công ty cổ phần phát triển hạ tầng Trường An Quỳnh Phụ giờ phút này về dân hoa kính kính cụ xin trân trọng kính mời. Dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tang lễ xin được cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuân nước tham gia xin được đón tiếp. Xin trọng gửi theo kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu thay mặt trung tâm dịch vụ lộc quốc giá tài sản Thái Bình giờ phút này do bà Nguyễn Thị Như Hoa phó giám đốc làm trưởng đoàn về phương hướng lễ kính viếng cụ xin trân trọng kính mời cục thuế khu vực Quỳnh Phụ Hưng Hà chuẩn bị. Ban tang lễ cho đại cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuống nước tăng kính xin được đón tiếp. Bắt đầu tôi nghi theo lễ viếng của chi cục thuế khu vực Quỳnh Phụ Hưng Hà giờ phút này do ông Đỗ Bá Khánh chi cục trưởng làm trưởng đoàn vào sân hoa kính viếng cụ xin trân trọng kính mời. Chào cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuống nước tăng gia xin được đón tiếp. Ban tang lễ cho đồng người nghi thiệu lễ viếng của gia đình cháu Lê Quốc Hảo và cháu Lượng ở thị trấn Quỳnh Khôi huyện Quỳnh Phụ về dân hoa kính kính cụ xin cho đồng kính mời. Sau đến bên này lễ đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn, cho đồng kính mời quý khách nghỉ xuống nước tham gia xin được đón tiếp. Đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn kính mời quý đoàn nghỉ xuân nước xin chân thành đa tạ. Ban tang lễ trân trọng gửi theo lễ viếng của đoàn đại biểu thay mặt các đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân của xã Quỳnh Hồng của xã An Dục và xã Quỳnh Minh giờ có đẩy sân hương lễ về kính viếng cụ xin kính mời. Và sau lễ cái này lễ viếng của ông hội bà làm và các em Đức Huỳnh thông gia với ông bà Dường chuẩn bị. Thank you.
tình quý đoàn trước đại hương của bộ dành suốt mặt niệm bắt đầu. Thay mặt tăng quyến, chân đại cảm tạ với đơn vị cảm quý bóng của cơ quan đảng, chính quyền, các đình đoàn thể của xã Quỳnh Hồng, của xã An Dục và xã Quỳnh Minh về dâng hương hoa kính viếng cụ. Trân trọng kính mời quý khách nghỉ xôi nước, gia đình tăng quyến xin được đón tiếp. Ban tang lễ cho đồng tôi thượng kính mời lễ viếng bùa gia đình ông họ bà làm cùng các em là công bà Đức Huỳnh là tình nghĩa thân ta với ông bà nhường con của cụ. Giờ có thể về dâng hương lễ kính viếng cụ, xin cho đồng kính mời. Đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi tham mặt gia đình ban tăng lễ cho đại cảm buôn kính mời ông bà các bác nghỉ xưa nước gia đình tăng tín cũng như ông bà nhường xin chân thành tham dạ. Ban tăng lễ cho đồng người theo kính mời lễ kính của Viễn Thân Thái Bình giờ có thể cho ông Trần Văn Thuyên giám đốc làm trưởng đoàn vào tương hoa kính kính của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hùng Minh chuẩn bị. Nghi quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Kính kính cụ xin trân trọng đến mời và sau đến cái này lễ kính của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của xã Đồng Tiến, xã An Hiệp và xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ cũng chuẩn bị. Theo kính mời lễ kính của đoàn đại biểu thay mặt các đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, xã An Hiệp và xã Quỳnh Thọ của huyện Quỳnh Phụ do có tỉnh về sơ qua kính kính cụ xin trân trọng kính mời. Quý đoàn trước đại hương của cụ dành giây phút mặc niệm bắt đầu. Xin thay mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn, chân trọng kính mời quý đoàn nghỉ xôi nước tăng gia xin được đón tiếp. Ban tang lễ cho đồng người theo kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của xã An Cầu và xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ giờ có thể do ông Lương Văn Tán bí thư đảng ủy xã An Cầu làm trưởng đoàn vào dâng hương hoa kính viếng xin kính mời. Đề nghị quý đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi tham mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuân nước tham gia xin được đón tiếp. Ban tang lễ cho đồng tôi theo lễ viếng của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Phú Thành giờ có thể có hương hoa dâng vào kính viếng cụ xin trân trọng kính mời. Sau đến cái này lễ viếng của công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc Việt. Dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi theo mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn kính mời quý đoàn nghỉ xuân nước tăng gia xin được đón tiếp. Xin trách nhiệm hữu hạn đo đặc biệt giờ có đẩy vào xuân hương hoa kính viếng cụ xin cho đọc kính mời. Dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi theo mặt gia đình ban tang
lễ cho đại cảm ơn kính mời thứ khách nghiệp vô giám đại về xuân hoa kính kính của cô xin trân trọng kính mời và sau lễ cái này lễ kính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ngô Quyền chuẩn bị. Chân cảm ơn chân đồng kính mời quý khách nghỉ xuôi nước gia đình tăng quyến xin được đón tiếp ban tăng lễ lễ kính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ngô Quyền do các đại phương lễ về kính kính phục chân đồng kính mời đoàn giải phút nặng nề bắt đầu. Ban tăng lễ chân đồng tới ghi theo kính mời lễ kính của ban thôi tham mặt gia đình ban tang lễ cho đại cảm ơn kính mời quý khách nghỉ xuôi nước tăng kính xin được đón tiếp của công ty cổ phần Thịnh Vượng T và T do các đại bảo tư hoa kính kính cụ xin trân trọng kính mời thành phố Hưng Yên dành phút mặc niệm bắt đầu.